Xuất loa bên chim và phụ kiện lại xin chào toàn thể các bác. Rất là lâu rồi hôm nay tôi mới đăng tải một cái video giới thiệu về một cái mẫu loa cao cấp nhất trong các cái mẫu loa điều khiển từ xa bẫy chim hiệu quả. Để các bác nào mà chưa mua hoặc đang có nhu cầu cập nhật về cái mẫu loa cao cấp này thì có thể xem. Để liên hệ đặt hàng thì các bác lưu ý là giúp tôi là điện thoại trực tiếp đến số ở bên góc này nhá. Các bác nhìn bên này rồi ok. Các bác điện số đó sẽ có nhân viên nhà tôi hỗ trợ tư vấn đặt hàng, mua hàng và quá trình bảo hành cái sản phẩm lâu dài. Cụ thể giá thì tôi sẽ thông báo phần cuối video. Các bác xem hết video chỉ tầm 1-2 phút thôi. Với một cái mẫu loa Q92 thì đây là cái bề ngoài của một chiếc hộp loa Q92 cao cấp. Bây giờ sẽ mở cái phụ kiện ra, vẫn như mọi khi, cùng khám phá cái nội thất xem là nó có cái gì ở bên trong này. Đây ở bên trong này là đây là Q92 này. Q92 thì nó rất là to và nó nặng hơn những cái mẫu loa khác. Pin bền. Pin của Q92 bền trên 10 tiếng đồng hồ, hoạt động liên tục với tần suất âm thanh khoảng độ 50%. Tức là các bác mở tầm độ volume 50. Công lực của nó là 100 thì mình mở 50 thì sẽ xài tầm 12 tiếng. Đây là cái sau khi tôi bỏ cái túi này ra thì đây là cái thân vỏ của loa Q92. Vì nó là dạng cao cấp đắt tiền nên các bác có thể nhìn thấy ngay là nó chất lượng rồi. Từng cái ốc vít, từng cái ghép của loa nó khác những cái mẫu khác bởi vì nó đắt mà. Đây là cái phần bảng điều khiển ở bên trên, các bác nhìn chi tiết tiếng Trung. Sản phẩm này nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng mà nó là mẫu cao cấp. Ở loa Q92 thì nó nhận cổng dữ liệu qua thẻ nhớ SD các bác cắm ở đây và thẻ USB thì cắm ở đây. Ở đây là nguồn điện sạc 9V. Dâu anten ở phía bên này. Đấy là thân loa chính. Đi kèm với một chiếc loa chính như vậy thì sẽ có là remote để điều khiển từ xa. Đây là chiếc cục pin. Khi các bác dùng thì các bác cho bên trong này. Pin này nếu sạc đầy mà dùng giải trí thì phải dùng được khoảng 2 tháng mới hết pin. Hết thì lại phải hết, các bác dùng sạc lại là sạc. Dùng thôi, không lo bị mua pin biết gì ở đâu cả. Và đây là cái củ sạc của loa. Tức là cái loa này mà dùng hết pin thì các bác cắm cái sạc này vào lại dùng bình thường, chứ không lo gì phải đi mua pin. Đây là dây sạc của cái điều khiển này. Cái này thì bác dùng cái nguồn điện 5V của cái sạc điện thoại các bác hay dùng ấy, smartphone. Các bác cắm cái này vào cái cổng đấy và cắm một cái cổng này vào cái phần cái cổng chờ sạc pin ở trong này. Ở bên dưới này các bác lưu ý giúp là ở bên dưới này là cái túi đựng loa, cái túi để các bác đựng vào cái loa này. Chọn bộ sản phẩm của nó là như vậy. Khi mua thì chúng tôi sẽ gửi kèm các bác cái bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nữa. Nhưng đây là bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung thì không phải ai cũng dịch được tiếng Trung. Tôi còn chả biết. Nói vui vậy với các bác vậy thôi. Tất cả là cũng là nhằm mục đích là để các bác có thể sử dụng một cách dễ dàng nhất trong cái quá trình mình mua hàng về và mình được sử dụng trải nghiệm cái sản phẩm loa bẫy điều khiển từ xa cao cấp Q92, một nhãn hiệu đến từ công ty Trung ương của Trung Quốc, sản phẩm đắt tiền. Vẫn rất nhiều những cái tính năng ưu việt tôi kể lên như là nó có chức năng ghi âm từ xa, điều khiển từ xa lên tới khoảng cách là 200-300 mét, tự động lặp lại một bài khi các bác mở lên, âm thanh thì rất là chuẩn, rất nhiều những yếu tố mà đáp ứng cho các bác thợ chơi kỹ tính đẳng cấp, nhất là các bác chơi chim cu gáy hoặc là các bác chơi gà đồng, âm thanh to, pin bền. Đấy, một sản phẩm chất lượng muốn giới thiệu đến tất cả các bác là thợ bẫy chim đang đam mê, có nhu cầu mua thì các bác alo trực tiếp đến số điện thoại tôi vừa nhắc lại bên này. Đó, số đó, hai số luôn, hai số nhà tôi để ở bên góc phải của cái đoạn video này. Rất là mong các bác ủng hộ. Và giá cho cái sản phẩm loa bẫy cao cấp Q92 này hiện bên cơ sở chúng tôi, shop bán hàng đang cung cấp với giá là 700.000. 700.000 là chưa một bộ loa như thế này và chưa có gồm thẻ nhớ các bác nhé. Các bác lưu ý là chưa có thẻ nhớ. Các bác mua thêm thẻ nhớ thì tức là sẽ cộng thêm 100.000 nữa. Tổng giá trị cho nó là 800.000 cả thẻ nhớ. Giá ở trên tôi thông báo là đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi. Các bác yên tâm, chỉ việc điện thoại đến hàng sẽ chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện, kiểm tra hàng, phải thanh toán tiền. Rất chỉ là đơn giản việc mua bán ngày nay.
shop bán thì rất là nhiều mặt hàng. Hôm nay giới thiệu duy nhất về mẫu loa Q92 thôi. Nói rất nhanh gọn, cũng không mất nhiều thời gian các bác. Rất là mong các bác ủng hộ cho cái dòng Q92 bên shop đang bán. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những cái video giới thiệu về loa bẫy, loa mồi điều khiển từ xa bên shop.